thể loại tình cảm tâm lý lãng mạn, Yêu Nhau Đi Thực Mộng Quân là dự án phim mới nhất của Ngao Thụy Bằng và Mã Mộng Duy. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô gái Phương Ngôn và anh chàng tổng tài bá đạo thời Mạnh. Phương Ngôn vốn dĩ bị mắc hội chứng ác mộng vì ám ảnh những chuyện đau thương thời thơ ấu. Thế nhưng, sau khi gặp gỡ thời Mạnh, cô bỗng nhiên lại có thể ngủ ngon giấc bình thường. Cô vô tình hiểu nhầm anh chàng ca sĩ thời nhất là thần y đã chữa trị giấc ngủ cho mình, từ đó mở ra một cuộc hành trình theo đuổi tình yêu trong sự hiểu nhầm của cô nàng. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của một loạt những gương mặt trẻ tuổi và tài năng, đặc biệt là chàng nam thần Ngao Thụy Bằng. Sau vai diễn phụ cực thành công trong Thời Gian Và Em Đều Ngọt Ngào, Ngao Thụy Bằng đã nhận được vô số lời khen tặng cũng như thu hút một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Chính vì vậy, dự án phim lần này của anh chàng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Yêu Nhau Đi Thực Mộng Quân đã chính thức đóng máy và dự kiến sẽ lên sóng trong ngày 24 tháng 9 năm 2020. Hy vọng rằng đây tiếp tục sẽ là một bộ phim ngôn tình hấp dẫn và được khán giả nhiệt tình đón nhận trong thời gian sắp tới. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.